Ngày 6 tháng 12, ông Đào Xuân Vinh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, địa phương đang phối hợp cứu hộ hai tàu thu mua hải sản bị chìm và mắc cạn do sóng lớn. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 5 tháng 12, tại cửa biển Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới, hai tàu thu mua hải sản của ông Đào Xuân Dũng, sinh năm 1982, ở xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới bị mắc cạn, cách đất liền 500m. Nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã ứng cứu. Tuy nhiên do sóng to, thời tiết xấu nên việc cứu hộ gặp khó khăn. Đến 15 giờ ngày 6 tháng 12, lực lượng cứu hộ đưa được một tàu vào bờ an toàn, tàu còn lại bị chìm và gãy làm ba khúc, ước tính thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.